Bạn cần thiết kế logo, thiết kế web. Bạn cần thiết kế và in ấn các ấn phẩm thương hiệu, bao bì sản phẩm, in nhanh lấy ngay, in ít giá rẻ. Bạn cần quà tặng lưu niệm, kỷ niệm mang dấu ấn thương hiệu. To Group sẽ giúp bạn bằng 10 năm kinh nghiệm phục vụ hài lòng hàng nghìn doanh nghiệp. Hãy to trước khi đối thủ của bạn to. Truy cập ngay website togroup.vn để giúp bạn to lên. Tí hon nhất nhưng thích cà khịa tất cả các đối thủ, CEO FastGo tuyên bố. Go Việt hay Bi dừng đốt tiền sẽ chết. Chúc Bi sớm gọi được vốn để còn đồng hành cùng FastGo đấu Grab. Hiếm hoi lắm trên thị trường Việt Nam mới có một startup công bố con số đốt tiền của các đối thủ. Mới đây, CEO FastGo Nguyễn Hữu Tuất đã chia sẻ trên trang cá nhân về câu chuyện ai sẽ thắng trong cuộc đua đốt tiền. Theo tính toán của ông Tuất, thì Grab thực hiện 146 triệu quốc xe, đốt khoảng 160 triệu đô la Mỹ, trung bình đốt khoảng 1,1 đô la trên quốc. Bi 31 triệu quốc, đốt khoảng 75 triệu đô la Mỹ, trung bình đốt khoảng 2,5 đô la Mỹ trên quốc. Go Việt 21 triệu quốc, đốt khoảng 30 triệu đô la Mỹ. FastGo 2 triệu quốc, đốt khoảng 2 triệu đô la Mỹ, trung bình đốt khoảng 1 đô la Mỹ trên quốc. Trả lời về tính chính xác của các số liệu trên, CEO FastGo cho biết số liệu quốc xe ông lấy từ một bài báo. Thực tế số liệu ấy từ ABI Research thống kê số chuyến xe thực hiện của các doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2019. Còn số tiền đốt thì ông cho biết trong nghề sẽ tính được ra. Từ số tiền đốt tự tính đó, ông cộng dồn ra số GMV, tổng giá trị giao dịch của thị trường gọi xe vào khoảng 600 triệu đô la Mỹ, tức gần 15.000 tỷ đồng. Nhưng đây là mô hình kinh tế chia sẻ, việc đốt tiền liệu có tạo ra tiền tiếp theo hay không khi tất cả chỉ sở hữu người dùng mà không sở hữu tư liệu sản xuất, lái xe và xe, ông Tuất đặt dấu hỏi cho mô hình này. Vậy nếu dừng đốt tiền, các doanh nghiệp trên sẽ ra sao? Cũng theo ông Tuất thì Grab đã tạo ra được network effect, hiệu ứng mạng lưới nên Grab vẫn tồn tại. Grab có hệ sinh thái thanh toán, food, delivery, finance để tạo ra giá trị và nguồn thu mới. Tuy nhiên, Grab sẽ gặp khó nếu có khủng hoảng kinh tế, chính trị hoặc một làn sóng tẩy chay người dùng, tài xế vì một yếu tố nào đó về văn hóa như kiểu xúc phạm dân tộc. Bi, dừng đốt tiền dù chỉ một ngày là die, chết vì tất cả người dùng chuyển sang Grab hoặc FastGo. Lý do là thường tăng giá gấp 2,5 lần rồi giảm giá tới 50%. Người dùng sẽ bỏ khi hết khuyến mãi và tài xế bị thu phí cao nhất sẽ không dám chạy. Hơn nữa, khoảng 50% quốc xe là tài xế cheat để ăn thưởng, theo các tài xế tâm sự. Bi buộc phải raise được fund để tồn tại. Điểm khó là đốt nhiều tiền nên định giá công ty phải cao. VCS, quỹ đầu tư mạo hiểm không vào được, chỉ có PE, quỹ đầu tư tư nhân. Chúc Bi sẽ sớm raise fund để đồng hành cùng FastGo cho cuộc chiến lâu dài trên sân nhà, CEO FastGo nói. Go Việt, dừng cũng chết vì tài và khách sẽ chuyển sang Grab. Gojek hình như đã quyết định rút cả Việt Nam và Singapore để bảo vệ sân nhà Indonesia, ông Tuất tiếp tục suy đoán. FastGo đã dừng việc phải đốt tiền từ tháng 5 năm 2019 và đang chuyển sang mô hình có lãi trên mỗi quốc xe. FastGo có hệ sinh thái thanh toán và finance của NextPay, NextStage để đi lâu dài cùng Grab. Vì vậy, FastGo không quá áp lực trong việc gọi vốn như Bi, CEO FastGo tự tin tuyên bố. Cuộc đua này khi nào sẽ kết thúc? Chưa có dự đoán bao giờ kết thúc được vì không có rào cản nào cho người mới gia nhập, ví dụ Vingroup. Sau WeWork, Uber, Lyft, khả năng IPO sẽ khó khăn hơn cho các mô hình này. Grab không IPO sẽ phải trả Uber 2 tỷ đô la Mỹ. Bi sẽ phải raise tiếp 100 đến 200 triệu đô la Mỹ nữa để đuổi theo Grab. FastGo đã chọn con đường riêng hướng tới có lãi nên không phải đánh nhau với ai nữa cả. Dấu hỏi về tính xác thực trong các lập luận chắc như bắp của CEO FastGo. Các lập luận trên của CEO FastGo nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng có nhiều câu hỏi được những người theo dõi lĩnh vực gọi xe công nghệ tại Việt Nam đặt ra. Vì sao các doanh nghiệp gọi xe phải dừng đốt tiền ở thời điểm này khi số lỗ của họ là lỗ theo kế hoạch? Con đường mà FastGo lựa chọn neo vào hệ sinh thái thanh toán và tài chính. Trên thực tế, Bi thực hiện cũng đã lâu. CEO FastGo quên không update chăng? Trên trang fanpage của FastGo, khách còn phàn nàn không gọi được xe, xế thì kêu ca mở ép cả ngày không được quốc nào. Vậy nếu dừng đốt tiền thì FastGo tính đi hướng gì? Hơn nữa, tính chính xác của các con số ông Tuất đưa ra tới đâu để dẫn tới suy luận về các đối thủ như vậy? Bình luận về số liệu CEO FastGo đưa ra, founder về Châu Nam Trần cho biết chắc chắn 100% không đúng. Đại diện Grab cho biết không bình luận gì về các số liệu này.
FastGo với số chuyến thực hiện chỉ bằng 1/73 của Grab, 1/10 Go Việt và 1/15 của Bee, thường xuyên nhắc tên doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực này Grab vào cà khịa. Hồi cuối năm 2018, Shopping thậm chí còn đòi đọ số liệu tăng trưởng của FastGo với Grab. Bài đăng này nhận được nhiều gạch đá của cả người trong giới lẫn ngoài giới. Bởi một người biết tính toán sơ sơ cũng hiểu, đem đọ số tăng trưởng của một startup 6 tháng tuổi với một decacorn, kỳ lân nhiều sừng thì khác nào bảo Việt Nam thách đọ tăng trưởng GDP với Mỹ. Sau khi nhận được nhiều công kích, Shopping đã sửa lại bài đăng nói trên. Danh tiếng của FastGo sau nhiều lần trôi sụt với các cú nổ về dịch vụ FastSky và bắt tay với Vingroup, mới đây được nhắc đến trên truyền thông nhiều hơn sau khi ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nextech, công ty mẹ của FastGo tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 3 với cương vị nhà đầu tư khách mời. Sau 5 tập ngồi ghế nóng với nhiều bình luận mang tính vỗ mặt startup, Shopping được độc giả ví von là banh chanh khi chỉ cam kết rót vốn 4,6 tỷ đồng, nhưng cho vay lên tới 27,6 tỷ đồng. Sau khi Shopping rời ghế nóng Shark Tank, FastGo nhanh chóng bổ sung tính năng Fast Track, chuyến xe bạc tỷ, lựa chọn khách hàng làm bạn đồng hành để được Shopping mentor. Từ Bình An, theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.